Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay vô coi bạn Phong tiện lắp cánh quạt như thế nào nha bạn. Đi thôi. Giờ tiện lắp đã đút luôn cánh quạt nha bạn. Đây là bạn, nó dài. Cánh quạt các bạn. Đó, cái quạt của người ta đó bạn. Đó. Giờ là tiện xong máy vô nha bạn. Ráp vô nha bạn. Tiện chập xong đo lại nữa không, cái thước thước kẹp đo lại nữa, tiện tiếp nha mấy bạn. Thank you.
Đó. Quá đẹp luôn nha bạn. Đó, được mấy bạn. Này cho mình đeo gì okay. Đeo. Nè đeo bỏ vô đeo đi. Đeo vô luôn á. Đó, coi đẹp nha bạn. Phòng đo thử canh chỉnh vừa chưa nha bạn. Đó, phòng đo canh. Từ đầu á ngoài đó bạn, nó nhỏ vô trong nó hơi dày to tí.
số lại nha bạn, xong nó tiếp nha bạn, không nên chỉnh. Chỉnh nó xong nó tiện lại nữa nha bạn, chưa xong đâu. Thank you.
Giờ vẫn tiếp tục chạy răng nha bạn. Đó là lộn ren nha bạn. Lộn hoài nãy giờ ren cái răng hoài nha bạn. Chưa được đâu các bạn ơi, để thêm dòng nữa nha bạn. We'll be right back.
nha bạn. Sau một hồi giờ ông dặn vô nha bạn. Nó đang dặn vô nha bạn. Đó. Quá là mượt luôn nha bạn. Ok. Let's go. Giờ cũng xong rồi nha bạn. Đó. Giờ bạn Phong bỏ vô xay thử đó. Xay thử rồi xong con tán vô nha bạn. Quá là ok nha bạn. Mày bỏ ra bỏ đâu bỏ. Để coi bạn Phong ấy vô luôn nha. Phong thử xong luôn rồi bạn. Đó. Lần này ok chính xác 100% rồi đó. Giờ bạn Phong tiện cái ảnh này là xong để ấy con cá vô nha bạn. Đó. Cái ra không có phay chờ chế tiện cho mới tiện luôn nha bạn. Phong chuẩn bị tiện.
cái gì luôn. Xong luôn nha bạn, đó. Đánh con cá đó, con cá này nha bạn. Cá nữa thì cà ghê nó đi có. Cà không đó, bỏ có. Vô luôn nha bạn. Giờ là bạn Phong tâm thầy trước nha bạn, tâm tí nữa mới tiện thêm một cây để lấy cho đó nha bạn. Sau này tụi em đó bạn. Thank you.
tí nữa là được nha các bạn. Làm như vậy rồi. À, giờ con ship cho nó xong cắt bớt cái thằng dài nha bạn, lẫm nha bạn. Đó là để che chắn là cánh quạt cho khỏi rớt ra nha bạn. Quá là nha bạn. Rồi sẽ chặt luôn bạn. Ok. Mấy giờ tiền các bạn? Lượm tiền nha bạn. Video tiện lắp cánh quạt của mình xin kết thúc tại đây nha. Mọi người thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Để mình có động lực mình ra nhiều video hay hơn nha. Bye, hẹn gặp lại các bạn trong video khác nha.